PK Idol thì mọi người cũng đã quá là quen thuộc rồi. Chương trình đại chiến giữa các idol vào 20 đến 22 giờ thứ tư hàng tuần. Top 3 VIP sẽ được phần thưởng từ Talktv là một chiếc ba lô, một chiếc áo thun Talktv. Phần thử thách vui sẽ dành quyền ưu tiên chọn bài hát cho team mình và team bạn. 3 vòng thi chính, quà tặng sẽ được tính xuyên suốt các vòng thi, không phân biệt đội nào đang thi. Team thắng sẽ được đi tiếp vào chung cuộc với tên vượt lên chính mình để quyết định xem team có giành được phần thưởng là tiền mặt từ ban tổ chức hay không. Đội thắng sẽ an toàn và lãnh thưởng, đội thua sẽ bị phạt. Bây giờ thì sẽ đến phần giới thiệu của các idol. Mời team Đà Nẵng giới thiệu trước. Xin chào mọi người nha. Team Đà Nẵng chào mọi người nha. Thấy người ta luôn. Mình là Thảo Vy, còn đây là Mỹ Linh. Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha. Mọi người nhớ ủng hộ cho team Đà Nẵng thì lên bao lì xì nha. Rồi, mời đội Hà Nội. Team Đà Nẵng hát một bài để chào sân đi ạ. Mình và Linh sẽ dành tặng mọi người một bài hát, bài khúc Giao Mùa nha. Team Đà Nẵng ơi, bài khúc Giao Mùa là bài ở trong phần thi vòng 1 nha. Bài khúc Giao Mùa là bài trong phần thi vòng 1 nha. Các bạn chọn bài hát để chào sân nha. Lan Linh Thua Đi là ai? Rồi. Hả? Ai là Lan Linh Thua Đi hả? Tặng mọi người một bài rap đó, bài Yêu Xa Cần Tin Nhắn. Yêu Xa Cần Tin Nhắn 2. Chào tất cả mọi người nha. Nay mình tặng cho các bạn ca khúc Yêu Xa Cần Tin Nhắn. Em chỉ nói thế thôi, không nói nhiều. Em mong rằng anh hiểu. Nếu có tình cờ nghe bài rap này, em tin anh chắc lắm. Bởi vì bây giờ em biết chịu đựng là điều em phải học. Hồi trước cứ mỗi buổi sáng anh nhắn tin nói lời yêu, nhưng thời gian này nó không còn nữa. Em đây cũng nhớ nó rất nhiều. Hết yêu rồi lại giận, hết giận rồi lại yêu, hết nước mắt lại tới nụ cười. Đã cứ thay nhau mỗi ngày một nhiều. Em biết anh còn phải học và nhiều chuyện anh cần phải làm, nhưng em chỉ cần một tin nhắn thôi. Chúc em luôn vui vào mỗi buổi sáng. Người ta nói đúng rằng em không xin nên tình cảm ngắn hạn. Em đây cũng biết mơ lẫn sức mình, nhưng cái em tin là thời gian. Người ta yêu gần thì ngồi trò chuyện nhau hết mọi thứ, còn em và anh đâu được như thế. Chỉ cần nhắn tin thôi là đủ. Hạnh phúc là thấy anh cười qua từng tin nhắn cũng làm em vui. Nhưng đôi khi nhìn thấy người ta đứng tay trong tay em lại hết tuổi, vì anh không ở cạnh bên. Anh có biết điều em đang muốn là được ôm anh nó từ đằng sau. Chỉ có thế thôi cũng không được. Em thì buồn, anh thì chán, tình cảm này ở dần nhẹ. Em chỉ nói thế thôi. Nhưng
người em yêu nhất. Chờ một tin nhắn để biết người kia còn quan tâm mình không. Chờ một tin nhắn để thôi suy nghĩ rằng anh có thật lòng. Sao em lại phải chờ như thế, tại sao lại không thể chủ động? Tại sao như thế, tại sao không thể anh ơi em đau ở trong lòng? Vì là con gái ở trong tình yêu á, luôn muốn được cưng chiều. Em chỉ nói thế thôi không nói nhiều. Em mong rằng anh hiểu. Nếu có tình cờ nghe bài hát này, em xin anh đừng trách móc. Bởi vì bây giờ em biết chịu đựng là điều em phải học. Em mong mọi người đã lắng nghe. Team Đà Nẵng phần chào sân xong rồi nha, mời team Hà Nội. Thật chậm để được bên anh, biết được nỗi nào thì anh không tha thứ, để được
phần giới thiệu rồi. Bây giờ em sẽ đi nhanh tại vì mình đã bị câu giờ, mất một ít thời gian rồi. Thế là bây giờ em sẽ đi nhanh vào phần thử thách vui. Bây giờ em sẽ giới thiệu cho mọi người phần thử thách vui nhá. Phần thử thách vui là đoán ý đồng đội. Mỗi đội sẽ có một thành viên bị bịt mắt và một thành viên gợi ý. Đội nào đoán được nhiều, đội nào đoán được nhiều đội mọi người ơi, đội nào đoán được nhiều từ khóa liên quan đến ngày Tết hơn thì sẽ trong thời gian quy định thì sẽ thắng vòng thử thách vui. Quy luật là một người mô tả không được nói trùng tên từ khóa, không được nói tiếng nước ngoài, có thể hát lời bài hát nếu từ khóa là tên bài hát. Hà Nội thi trước, Đà Nẵng thi sau. Em để ở dưới cái áo á, anh cất cái ba lô với cái áo. Mọi người ơi, em muốn thông báo với mọi người một việc là trước khi vòng 1 bắt đầu nha, thì tất cả những phần quà đều chưa được tính cho các team nha. Đây sẽ đều là những phần quà chung hết. Khi nào mà bắt đầu vào vòng 1, nhạc của vòng 1 nổi lên thì lúc đó mình mới có thể áp phần quà cho idol của mình nha. Chị bị bắn. Ờ, mời chị. Tí em mà đã thích ngồi em chửi. Ok, thế thì team Hà Nội sẽ tham gia thử thách vui chưa? Team nào tham gia thắng thử thách vui thì sẽ được chọn bài hát cho đội của mình và chọn bài hát cho đội của đối thủ nha. Bài hát này thì là vòng 1 đấy ạ, còn đây là vòng thử thách vui thôi ạ. Em không nhìn thấy gì cả. Bắt đầu chưa? Ok, bắt đầu miêu tả đi. Đợi bấm thời gian đã. Đúng rồi. Ok, ngày Tết thì người ta hay gói cái gì? Bánh chưng. Nếu mà ăn chán rồi thì sẽ làm gì? Rán. Nhưng mà người Sài Gòn gọi là gì? Gọi rán là chiên, gì? Chiên. Bánh ghép lại. Bánh chưng chiên. Một từ. Ok, bọn mình đang mặc cái gì? Áo dài. Áo dài mình hay đeo cái gì? Khăn gì ta? Khăn xếp. Không. Đúng một từ rồi, còn cái xếp là sai rồi. Khăn dơm gọi thành gì? Dơm mà xếp chồng với nhau gọi thành gì? Đống. Ừ đúng rồi, xếp khăn lại. Đống, khăn đống. Ờ, xếp lại bốn từ. Mặc áo dài khăn đống. Ok, hai từ. Tết thì hay chúc nhau như thế nào? Vạn sự như ý. Bốn từ giống như thế tương đương. Một năm mới an khang thịnh vượng. Ok. Rồi, ok. Ngược lại với trời nắng là trời gì? Trời mưa. Gọi là cái gì mưa? Cái gì mưa sao? Tết người ta hay phát gì? Lì xì. Lên chùa thì lấy cái gì? Cầu may. Lấy cái gì? Lấy cái gì? Chùa người ta hay phát gì? Gạo muối. Lộc. Ừ đúng rồi, đúng rồi. Lộc. Lộc. Ngày Tết có cây hoa đào với hoa gì? Mai. Mai thì màu gì? Vàng. Ghép lại. Lên chùa phát. Cây hoa gì nữa? Cây. Không. Cái từ phát ở chùa này, xong rồi hoa gì ngược với hoa đào. Từ phát ở chùa là lộc. Mai. Tiếp. Màu. Vàng. Ok. Từ tiếp theo. Thông minh quá. Đi qua sông người ta phải qua gì? Cầu. Ok. Quả gì mà cắm ống hút vào uống? Ở bên. Ừ đúng rồi. Nhớ hai từ nhá. Cầu dừa. Rồi. Từ từ. Còn no thì người ta hay nói là no gì? No quá. Không. Tết thì gọi là gì? Ấm. Nó ấm. Không. Từ khác, hai từ thôi, hai chữ thôi. Nó cái gì bây giờ? Đầy gì? Đầy ắp.
Quả gì, quả gì, quả đu gì? Đu đủ. Đấy, cây đu. Cái cây vừa nãy. À không, cầu dừa đủ. Ờ, còn nữa, từ nữa. Quả gì mà, quả gì mà ăn chua chua mà chấm muối? Khế. Không, không. Xoài. Ừ, đấy. Ghép lại. Cầu dừa đủ xoài. Ok. Còn từ mấy từ nữa. Được 4 từ rồi đúng không? Ờ, còn từ gì nhỉ? Cái này khó quá. À, Tết. Ngày Tết thì có cái gì? Có cái gì ở trên trời rơi xuống? Pháo hoa. Không, trên trời rơi xuống. Lộc. Ngược lại với nắng. Mưa. À, tuyết. Đây là hạ thu đông. Còn thiếu từ gì? Xuân. Ờ, ok. À, người ta gọi cái gì xuân? Mưa xuân. Bỏ đi. Ờ, giờ. Cái gì? Trong đồng hồ thì có giờ với gì? Giây. Tiếp. Phút. Ờ, từ đấy. Ờ, không, một từ thôi. Phút thôi thì. Ờ, ok. Ờ, gọi là gì nhỉ? Ờ, phút giao thừa. Ừ, đúng rồi. Tiếp còn hai từ nữa. Ok. Ờ, người ta hay gọi là im gì? Lặng. Ghép lại. Phút giao thừa lặng. Lặng gì? Lẽ. Ok. Ghép lại. Phút giao thừa lặng lẽ. Ok, còn một từ nữa. Từ này khó quá. Trời, trời gì? Trời ngược lại với nắng. Trời mưa. Ờ, hạ thu đông. Xuân, có... trời mưa xuân. Không, ờ, xuân thì người ta gọi là cái gì? Hạ thu đông. Gọi là cái gì của năm? Đầu năm. Không. Thôi chịu đi. Mình cứ tới không biết giải thích sao. Mưa. Trời mưa gì? Sao lại không biết giải thích? Còn 13 giây. Nghĩ thêm cái gì đi. Được bao nhiêu từ nhỉ? 6 từ rồi, còn 1 từ rồi. Chỉ còn từ duy nhất thôi. Không có một lý lẽ gì để giải thích hơn à? Không, nếu mà nói là đụng vào hết giờ. Ok. Ôi trời. Quá giỏi. Ở một năm có bốn gì nhưng mà không được nhìn, em không có nhìn. Mùa. Cơn mưa mùa xuân. Mùa. Cơn khúc mùa. Sao gì? Sao không biết hỏi là mùa gì? Không có mùa là nhớ ngay đấy mà. Bỏ biết cho biết kia đi. Ờ, bên Hà Nội đã được 6 trên 7 từ khóa. Bây giờ mời team Đà Nẵng sẽ tham gia phần thử thách vui nhé. Team Đà Nẵng bịt mắt trước đi. Mic đâu? Alo. À, sau đây đã tìm mình nặng xin thi ở phần chơi của mình nha. Ok, bao giờ bắt đầu thì bên kia hô đi ạ. Sao nhìn nhỏ quá hả? Anh phóng to được không? Cái bài hát gì mà... Bài hát gì mà... Đợi chút gửi trong group. Cái bài hát... À, cái tên từ khóa quên. Nói vào mic chị ơi. Bé hát á. Bé hát về hiện tại này. Mùa này mùa nghe gì? Mọi người ơi, tin Đà Nẵng nói vào mic nhá. Ok. Alo, nghe rõ chưa? Ok.
Alo. Hô bắt đầu để bấm giờ. Hô bắt đầu để bấm giờ đã. Ok ok. Người ta thì bên đây sẽ được cái gì? Được gì nhất? Người ta có thêm hô bắt đầu nữa. Thêm một cái nữa. Chữ nữa. Đúng rồi, hai từ nữa rồi đó. Hai từ nữa. Nhắc rồi, từ này em không đồng ý đâu, em vừa nghe chị nhắc rồi. Từ này bị loại nha mọi người. Bên chị nói ở mic đi. Tết người ta thường chân cái gì? Chân ở hoa gì? Hoa gì mà Hà Nội hay chân? Đúng rồi. Tiếp hai từ đúng rồi đó. Còn một từ nữa liên quan tới ngày đó luôn. Tiếp hoa đào ngày Tết. Hai từ ba từ thôi. Hoa đào Tết. Không, cột đồng nghĩa của Tết. Hoa đào xuân. Ok. Hai cái. Tết thường thường người ta chúc cái gì mà cùng với lại an khang thịnh vượng á. Đồng nghĩa. Đúng, đúng rồi. Ba cái. Ăn bánh tét thường thường kẹp với cái gì? Cho đỡ ngán. Rau sống. Không. Tét. Không. Cái này khó nha. Mấy cái ông tượng mà chân trên này nè. Ba ông á. Phúc Thọ. Thêm một chữ nữa. Một con người có cái gì? Cái gì năng? Cái gì? Một con người có cái gì năng? Năng là sao? Ba từ đầu đúng rồi. Còn một từ cuối nữa. Bốn từ người ta hay nói á. Cái gì đi đâu với năng? Ghép lại. Nói đi. Tài. Đúng rồi, tiếp tục ghép lại. Năng. Đấy ghép lại. Ok đúng rồi. Bây giờ tiếp tục nói về ngày Tết rồi mình thấy nó khí hậu ra. Có mưa không? Có mưa không? Ấm áp. Tái mưa. Nắng. Ok. Có bài hát này là bài hát gì? Liên quan tới bài nắng đó. Lẽ đi. Trong cái kịch bản của mình có. Lẽ lên. Nắng gì? Liên quan tới ngày Tết. Liên quan tới ngày Tết. Nắng. Hiện tại là còn hay Tết rồi còn cái gì? Xuân. Ok, ghép lại bài hát. Nắng còn xuân. Không. Nắng. Lại. Nắng có còn xuân. Ok, đúng rồi. Còn một bài nữa. Cái gì mà nếu tôi quan tới người Tết luôn. Anh chờ. Liên quan tới mùa xuân. Nhắc được không? Nhắc được. Đấy là bài chi? Anh chơi mùa xuân hả? Đúng rồi. Chính xác. Mà cho hát không đó. Nói to mà, mình nói to mà. Nói to mà. Hay rồi. À còn một cái nữa. Khó nói gì hết. Cái gì mà Tết thứ hai làm thịt gì? Thịt heo à? Nhưng mà cái mà phần ngoài của con heo á. Lại lên.
phần không mấy phần nạp cái gì. Ok rồi, ghép lại hai từ. Cái gì? Ghép lại hai từ. Cái gì mỡ? À thịt mỡ. Ừ. À, thường thường củ kiệu, củ kiệu đi đâu với gì? Dưa. Ờ dưa gì nữa? Cà rốt. Như không, dưa gì ghép lại. Dưa hành. Ok, ghép lại bốn từ. Thịt mỡ dưa hành. Ok, đúng rồi. À, Đà Nẵng xong rồi, phần thi của mình rồi. Đủ chưa? Đủ chưa? Đà Nẵng. Đà Nẵng nổi là Đà Nẵng vừa cờ với cô ạ. Rồi, Đà Nẵng còn giám khảo chấm đi ạ. Bạn giám khảo chấm đi ạ. Được mấy mấy từ? 7 từ thế mà. Không có. À, mời ban giám khảo chấm cho công bằng. Ban giám khảo chấm chưa ạ? Hà Nội thắng thử thách vui này, Đà Nẵng vi phạm hai từ rồi. Ok, vậy mọi người ơi, bọn em sẽ đẩy nhanh tiến độ luôn nhá. À, vì team Hà Nội đã thắng thử thách vui cho nên team Hà Nội sẽ được chọn bài hát vòng 1 cho team Đà Nẵng và chọn bài hát cho trình độ của mình. Thì Thanh Hải sẽ thông báo hai bài hát mà chọn cho team Đà Nẵng nhá. Không, đọc vòng 1 đã. Đọc. Em đọc đi. Mỗi đội sẽ lần lượt hát hai bài xen kẽ cùng nhau. Đội thắng vòng thử thách vui sẽ được quyền ưu tiên chọn bài hát cho đội của mình và đội của đối thủ. Nghĩa là ở vòng này thì team Hà Nội đã thắng cho nên team Hà Nội sẽ được chọn bài hát cho team Hà Nội và team của Đà Nẵng nha. Ở vòng này thì đội có số lượng quà tặng nhiều hơn. Nghĩa là mọi người bắt đầu có thể tặng quà cho những cái idol mình yêu thích rồi nha. Đội nào được có lượng số lượng quà nhiều hơn thì sẽ chiến thắng. Và kết quả thì sẽ được dựa trên lượt quà bình chọn của các user tính từ khi bắt đầu đến khi kết thúc trận đấu. Ví dụ trong khi các đội đang thi thì đội còn lại tặng quà vẫn được tính. Đội B đang thi thì fan của đội A vẫn có thể tặng quà cho đội A nhờ. Ủng hộ cho Lan Linh tặng nụ hôn, ủng hộ cho Thanh Hải tặng trái tim và ủng hộ cho Thảo Vi Mỹ Linh tặng bao lì xì nha mọi người. Danh sách bài hát sẽ có 5 bài, đấy là bài Ngày Xuân Long Phụng Xung Vầy, Khúc Giao Mùa, Anh Cho Em Mùa Xuân, Nắng Có Còn Xuân và Mùa Xuân Ơi. Team Hà Nội sẽ chọn bài Mùa Xuân Ơi và Khúc Giao Mùa. Còn team Đà Nẵng sẽ là Nắng Có Còn Xuân và anh Ngày Xuân Long. Hai bài hát cho team Đà Nẵng sẽ là Nắng Có Còn Xuân và Anh Cho Em Mùa Xuân nhờ. Thứ tự là đội Hà Nội sẽ thi trước, sau đó tới đội Đà Nẵng và đội Hà Nội đội Đà Nẵng xen kẽ nhau. Bây giờ thì đội Hà Nội sẽ thi trước, sẽ hát một bài đầu tiên và sau đó thì đến team Đà Nẵng rồi lại đến team Hà Nội rồi lại đến team Đà Nẵng nha mọi người. Mùa Xuân Ơi trước đi. Ok, sau đây thì team Hà Nội xin hát bài Mùa Xuân Ơi để thi vòng 1 nha mọi người. Ở vòng này thì lên quà cho Lan Linh sẽ là nụ hôn, cho Thanh Hải sẽ là trái tim và cho team Đà Nẵng sẽ là lì xì nha mọi người. Quà sẽ được tính bắt đầu từ khi nhạc nổi lên nha. Xuân Ơi biết nữa nhỉ? Không, biết nữa nó vẫn có mà. Nhưng mà em thích, em chỉ hát được câu nào. Hát biết câu đi, cả nam và nữ này. Không biết hát được không? Cứ hát vào đi, sao đâu. I love you.
chim trắng về xa anh
biết ngày xuân nắng có còn vương trên môi em. Bài này khó hát luôn, đó luôn mọi người thông cảm nha. Bài thật sự rất là khó hát. Mọi người thông cảm nha. Bài này là khó nhất trong năm bài luôn á. Rồi tiếp theo là mời đội Hà Nội. Mọi người ơi, em sau đây. Mọi người ơi, sau đây thì team Hà Nội sẽ hát nốt bài thứ hai của team Hà Nội nha. Đấy chính là bài khúc giao mùa. Bài này thì là một bài song ca quá thích hợp để hai đứa cùng hát. Mọi người ơi, ủng hộ cho Lan Linh là nụ hôn, ủng hộ cho Thanh Hải là trái tim, ủng hộ cho Mỹ Linh và Thảo Vi là lì xì nha mọi người. Thank you.
thì bọn em chỉ biết một nửa, còn một nửa thì bọn em không biết nhạc. Cảm ơn tất cả mọi người đã lên và ủng hộ giùm em nhá. Thank you mọi người rất là nhiều. Ok, bây giờ thì team đến lượt team Đà Nẵng sẽ đi đến lượt team Đà Nẵng nhá. I love you. Anh che mùa xuân. Đây là bài Anh che mùa xuân. Mọi người ủng hộ cho đội Nắng thì lên ba lì xì nha. Anh cho em mùa xuân, nụ hoa tràn mới nở, chiều đông nào nhung nhớ. Anh cho em mùa xuân, nhà thơ tràn muôn lối.
Ninh Si nè, Ninh Si nè. 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 Ninh Si nè. Cam nè. Cam nè. Ninh Si 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 nè. Rồi xong phần chúc mừng năm mới. Ninh Si nè. Chúc mừng năm mới. Mọi người ơi, vậy là đã kết thúc vòng 1 rồi. Sau đây thì xin mời ban giám khảo sẽ tổng kết kết quả của vòng 1 nha. Để chúng ta có thể bước sang vòng 2. Mọi người ơi, trong khi chờ đợi kết quả vòng 1 thì em muốn hỏi mọi người một câu là vào ngày Tết thì mọi người thích làm gì nhất ạ? Em thì thích ăn và ngủ nhất. Và thích, nói chung là thích được ăn kẹo, bánh kẹo nhất. Cái bà này. Làm sao biết này? Đây, cái đó là thôi lại hình như thế. Bà bỏ xuống mà. Bánh bà ấy hả? Đánh bài thì em đánh bài toàn thua thôi, chứ không biết. Cả năm ngày Tết thì em đã không bước chân ra khỏi cửa. Em chỉ ở nhà chùm chăn mà sâu thôi. Em cũng hóa thú ở nhà, ăn bánh kẹo, xem phim, đánh liên quân. Đà Nẵng không nói gì ạ? Còn team Đà Nẵng ạ? À? Hai bạn team Đà Nẵng thì cho mình Tết. Nụ hôn 8.594. Ba lì xì 1.200. Ok. Ok, thế là đã có kết quả vòng 1. I love you. Ê, cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho cả hai team nha. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bước qua vòng 2 luôn nha. Em không muốn thì đến vòng 2 đi. Vòng 2 là Đà Nẵng, Hà Nội hay Đà Nẵng? Vòng 2 bây giờ mình sẽ bài đội Đà Nẵng giới thiệu. Giới thiệu vòng. Giới thiệu vòng 2 nha. Mỗi đội sẽ chọn một bài hát theo đúng chủ đề ngày tình yêu để trình diễn với điều kiện chọn nhạc dạng remix. Khi đội này đang hát thì đội còn lại phải quẩy và phiêu theo nhạc. Đà Nẵng hát thì Hà Nội quẩy và ngược lại. Ở vòng này thì đội có số lượng quà tặng nhiều hơn sẽ chiến thắng. Kết quả sẽ được dựa theo lượt quà bình chọn của user tính khi bắt đầu đến khi kết thúc trận đấu. Ninh Si nè. Ví dụ trong khi các đội đang thi, đội còn lại tặng quà thì vẫn tính. Đội B đang thi, fan A vẫn được tặng quà cho đội A. Chủ đề ngày Tết remix hả? Em đọc ở trong kịch bản thì là chủ đề về tình yêu remix nhỉ? Thôi, ngày Tết cũng ngày tình yêu chị. Về tình yêu hay về ngày Tết ạ? Giám khảo bảo là ngày Tết nè. Giám khảo bảo là ngày Tết thì thôi, chọn bài về ngày Tết. Chọn bài về ngày Tết cũng được. Ủa sao tự dưng bốn đứa bị ném dép vậy? Ok, thế thì đội nào chơi trước vậy? Hải sẽ tặng chọn bài về ngày Tết chị. Con bướm xuân nhá. Em biết hát giọng nam rồi. Ok, thế thì team Hà Nội sẽ chọn bài Con bướm xuân nha. Con bướm xuân remix ạ. Còn team Đà Nẵng thì sẽ là bài gì ạ? Một đội hát, còn một đội quẩy theo nhạc. Quẩy
ạ? Đội nào thi trước cũng được. Vừa nãy đội Hà Nội thi trước rồi, bây giờ đội Đà Nẵng thi trước đi ạ. Rồi rồi, đấy đội Đà Nẵng thi trước. Rồi bây giờ đội Đà Nẵng quẩy trước hay là hát trước đây? Hát trước ạ. Hát trước rồi, ok. Đội Đà Nẵng sẽ chọn bài về xuân rồi. Ngày xuân Long Phụng. Không. Ngày xuân Long Phụng. Tết tết. Thôi bài hát rồi. Bài chịu được tùy. Ngày xuân Long Phụng xuân bài remix. Long Phụng xuân vầy. Buồn quá quậy không được thì sao? Hả? Buồn quá quậy không được thì sao? Quậy. Tụi em đang phân vân là không biết quậy rồi đi. Mời anh, đội Hà Nội. Buồn quá không có quậy được. Mừng Tết đến và lúc đêm nhà nhà cây mây vàng cành đỗ hồng thắm tươi, chúc cụ già được sung long xuân thọ được con cháu sang năm. Đã gần lấy sau này được cùng tách tay, Tết đây ngần tù của em bác hồng của mang bánh trưng xanh trở xuân đông sang đây. Buồn quá quẩy không được thì sao? Anh giỏi thì cũng quẩy đi. Anh giỏi thì cũng quẩy đi. I love you. I love you. I love you.
I love you. Cái phần thi của mình. I love you. Duy phá game đi. I love you. Ok, rồi chúng ta cùng thi vòng 2 của team Hà Nội nha. I love you. Mọi người cùng lên qua cho team Hà Nội và team Hà Nội nha. Chúc mừng năm mới. Team Đà Nẵng sẽ tặng mọi người. Team Đà Nẵng sẽ
đi. Thôi hay là mình nói chuyện giao lưu đi. Hát nãy giờ rồi. Lì xì nè, chúc mừng năm mới. Lì xì nè, chúc mừng năm mới. Cảm ơn Giang nha. Cảm ơn chị Giang. Nụ hôn 6.270, ba lì xì 365, trái tim 890 trái tim. Mọi người ơi, vậy là đã có kết quả cho vòng 2 rồi. Lì xì vậy nè. Theo tổng kết kết quả thì chúc mừng năm mới. Team Hà Nội đã thắng vòng 1 và vòng 2, vì thế chúng mình sẽ không cần phải tham gia vòng 3 nữa. Tiếp theo sẽ là phần vượt lên chính mình của team Hà Nội. Nghĩa là đâu rồi? Nữa. Không có thấy đâu cả. Mọi người ơi, em xin thông báo thể lệ của vòng vượt lên chính mình nha. Đội thắng cuộc sẽ được tham gia vào thử thách chung cuộc để có cơ hội dành ngay 1 triệu đồng hoặc 2 triệu đồng thực hiện thử thách của chương trình. Mỗi idol trong đội sẽ lần lượt biểu diễn một ca khúc với chủ đề ngày Tết, nhạc bất kỳ với phong cách chuyên nghiệp, thay phiên hát múa một bạn hát một bạn múa minh họa, đồng thời vượt qua cột mốc 1.000 quà tặng. Nghĩa là nếu như trong phần trình diễn đổi thua đó. Trước khi vào phòng vượt lên chính mình thì sẽ là hình phạt dành cho đội thua cuộc nha. Hình phạt là gì em? Ui. Thật đó, phạt như thế không? Ôi trời. Bây giờ đội Hà Nội sẽ được phạt đội Sài Gòn đúng không? Đội Đà Nẵng. Bây giờ bọn em sẽ không phạt nhảy mà bọn em sẽ phạt vẽ mặt. Bọn em sẽ gửi ảnh vẽ mặt vào group, xong rồi đội Đà Nẵng vẽ giống như hình mà em gửi nha. Anh Duy, đội thua bị phạt mà. Anh Duy hôm nay đã nằm trong top 3 người tặng quà nhiều nhất và sẽ nhận được một áo phông và một gì nhỉ? Ba lô. Một áo phông và một ba lô. Ba lô logo gì? Ba lô logo Talktv nha. Nếu mà anh không dùng thì anh có thể cho em. Đấy chính là một áo phông và một ba lô Talktv nha. Em đã gửi ảnh group ấy. Bên Đà Nẵng vẽ gì ạ? Mua cái ba lô với cái áo 75 triệu. Thôi mặc dù là em thắng ké nhưng mà thôi em cũng vui. Sao đâu, sao mọi người cứ phải nói là thắng ké, bởi vì hôm trước em cũng thắng ké Ngọc Linh mà. Sao hình lên cao sợ ấy? Đợi một chút để sao hình lên cao ạ. Ok, bọn em sẽ gửi cái hình mà đội Đà Nẵng phải vẽ mắt theo đó nha. Không, ở 5S online mà. Nhưng mà xấu quá. 5S online chỉ biết kéo quá. Chú ơi. Chạy cái chân ngủ. Không, chứ em chỉ vô tình lưu lại để bao giờ sẽ ở sâu không phải nhanh nhau. Chạy được sao thì lưu lại. Cái đấy. Đúng rồi. Đúng. Độc ác thật sự. Thôi để giờ căng. Mọi người ơi, đây là ảnh hình mà đội Đà Nẵng phải vẽ mặt nha. Đà Nẵng vẽ giống nha. Em có gửi hình vào group rồi đấy. Các chị có thể cóp lại. Mọi người ơi, đây là hình nha. Một lát nữa mọi người coi có giống không nha. Chờ một xíu. Thời gian thì vẫn còn nhiều. Chúng ta có thể thoải mái. Vâng, team Hà Nội đã gửi hình cho team Đà Nẵng.
tiếp bao rồi cho mình. Mọi người đợi chút nha, Vy sẽ đi lấy dụng cụ. Vâng, phía bên nó bị che số rồi. Là cụ đến từ nhịp hàng mình. Sao anh cứ mắng em? Từ nãy giờ anh mắng cả hai đứa. Anh em gọi số xem mọi người có bình luận gì về cái ảnh không? Ơ hình mà Team Đà Nẵng phải vẽ mặt nha. Hình này thật ra là em rất là thích xem 5S online. Một lần vô tình thì em thấy cái này nó cũng hay hay. Em chụp lại để bao giờ em em thi special show thì em sẽ đưa ra. Mà không ngờ hôm nay em thắng ké nhưng mà em đã được đưa ra. Hình này là Nana chọn nha, Team Đà Nẵng nha. Nana chọn nha. Có thủ án gì thì hãy báo thủ Nana nha. Không phải Lan Linh nha. Lan Linh không có chọn cái hình này đâu nha. Đấy là chị gái của em gái của anh nhưng mà chị gái của em. Chữ trên viết thành chữ gì? Cái chữ trên trên đầu như là chữ ngu hay sao? Em cũng không nhớ lắm. Đúng không? Cái chữ trên đầu là gì cơ? Chữ trên đầu của bạn kia ngu. Lan Linh chọn đấy, không phải em chọn. Em chọn đấy. Đúng rồi. Nana chọn đấy. Đúng rồi, lên lên chọn nha. Không phải tụi em nha. Không phải em. Không, chơi vui mà anh. Vẽ thôi, không phải ghi chữ đâu. Tại vì em chỉ có vẽ trên mạng. À, có ở trên phim. Thế không, em phải chụp vô cùng nghệ thuật mới được ra tấm hình mà nó rõ mạnh như thế này. Em chụp xong em cũng thấy khâm phục em, chụp một phát ăn luôn. Mọi người ơi, top 3 những người vớt quà nhiều nhất. Nếu mà ai ở Hà Nội mà không muốn nhận phần quà là ba lô hoặc và phong in hình Talktv thì cứ gửi cho em với chị Lan Linh, em với chị Lan Linh ủng hộ nhá. Sẽ gửi hành hình để ủng hộ cho Lan Linh và Nana nhá. Hai bọn em sẽ ăn giày, ăn tất và ăn cả đất xung quanh. Ăn cả tim và ăn cả áo phong và ba lô luôn nha. Mọi người không có nhu cầu dùng nhớ ủng hộ cho em ấy. Cảm ơn ạ. Quá muộn rồi anh đời mà. Em biết đúng là đời mà. Thế thì anh không hấp. Giờ anh hấp thì muộn rồi. Anh có biết là bây giờ là giây phút vẽ mặt rồi không? Mà em mới mặt đây thì gì? Đúng là đời này. Sao mọi người cười không vậy? Mọi người nghe muốn nghe bài gì không? Bạn mọi người coi nha. Ui mật lên đây nữa, lại che cái thời gian để chửi. Lisi nè. Chúc mừng năm mới. Để em mở cho. Lisi nè. Chúc mừng năm mới. Ai đấy? Cái đấy. Này nha Duy, bây giờ anh tặng lì xì sẽ bị chia 4 nhá. Em cũng được phần á. Không phải là chỉ mỗi Team Đà Nẵng được đâu. Em cũng sẽ được phần. Em cũng sẽ được lì xì 241 cái chia 4, kiểu gì em chẳng được hơn 50 cái. 6 mấy cái. Em mở bài này hơn nha. Vợ mình đẹp nhất thế gian, vợ rất xinh, vợ còn rất đẹp. Lý do mình bảo như thế bởi vì vợ quá đáng yêu, vợ mình trông rất là đẹp trai. À nhầm, vợ trông đẹp gái. Vợ mình đẹp nhất thế gian, vợ rất ngoan nghe lời bố mẹ. Bởi vì vợ còn trẻ con, thế nên là vợ rất đáng yêu. Nếu yêu vợ thì cũng đáng, bởi vì vợ rất đáng yêu. Có những lúc muốn ôm hôn vợ suốt đời mãi mãi. Ôi nghĩ đến tin này trời ơi tôi sướng ghê. Các chú các bác ơi, tôi là một người hạnh phúc. Tôi có vợ rồi nha, chớ có trêu rằng tôi đang ê. Rồi ra
xinh, vợ còn rất đẹp. Lý do mình bảo như thế, bởi vì vợ quá đáng yêu, vợ mình trông rất là đẹp trai. À nhầm, vợ trông đẹp gái. Vợ mình đẹp nhất thế gian, vợ rất ngoan nghe lời bố mẹ. Bởi vì vợ còn trẻ con, thế nên là vợ rất đáng yêu. Nếu yêu vợ thì cũng đáng, bởi vì vợ rất đáng yêu. Chỉ có thể lên mic để nói. Chỉ có thể đăng cao lên mic rồi nói. Trời ơi tôi sướng ghê. Các chú các bác ơi, tôi là một người hạnh phúc. Tôi có vợ rồi nha, chớ có trêu rằng tôi đang ế. Có vợ rồi nha. Nhạc bất kỳ với phong cách chuyên nghiệp, thay phiên hát múa một bạn hát một bạn múa minh họa.
đồng thời vượt qua cột mốc 1.000 quà tặng tương ương với đội đó, nghĩa là 1.000 nụ hôn hoặc 1.000 trái tim á, thì sẽ nhận được tiền thưởng nóng là 1.000.000 đồng. Vượt qua mốc 3.000 quà tặng thì sẽ giành được 2.000.000 đồng tiền mặt nha. Thật ra thì đi đến đây em đã cảm thấy là rất là vui rồi, được thắng nhiều như thế cũng là rất vui rồi. Nên là vòng 3 thì dù có thắng hay là không thể vượt qua được chính mình thì em cũng rất là vui. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. Em hát trước nhá. Ok, thế thì Na sẽ trình bày bài hát đầu tiên ạ. Em hát bài Mùa Xuân Ơi đi. Mọi người em chẳng biết bài nào về ngày Tết cả. Mọi người ơi, phần quà dành cho Na là trái tim nha mọi người. Mọi người sẽ lên trái tim để ủng hộ Na nhá. Cảm ơn mọi người. Nếu mà chị muốn chửi em thì chị lên cam chửi đi. Nếu mà em phạt là sai thì em xin lỗi Tin Đà Nẵng. Em bị nhắn tin. Nếu mà thắng là sai thì em xin lỗi nhá. Em chỉ thắng vé thôi. I love you.
I love you. Một xuân vương mang từng câu hát, một xuân mang bao nụ cười. Đập xuân hân hoan chào năm mới, xuân vang chim kêu khắp trời. Hãy trong tay cùng đi dạo phố, vui xuân nắng ngập tràn. Đôi môi em như là hoa đào thắm, bừng lên trong nắng xuân ngời. Anh đi đón em và cùng nhau vui vương, và em cũng hơi đồng nhạc. Nghe trong con tim đang được say ngô hát. Để trở về, có một nơi để trở về đi.
Khi muôn nơi xa xôi rộng lớn, nhưng ta vẫn có nơi để trở về. Sau một chuyến đi, điều kỳ diệu là con người ta đi xa hơn để trưởng thành hơn, không quên mang theo bên cạnh hành trang nỗi nhớ. Quá rồi hả? Nụ hôn 2410, tim 2366 á. I love you. Em ơi, rất là nhiều. Tại sao vì ta không biết nói lời gì, chỉ biết nói là cảm ơn mọi người rất là nhiều nữa. Đây, em thắng 4 lần rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên em chặn mốc 2 triệu. Đây là lần đầu tiên trong đời. Đây cũng là lần đầu tiên em đạt được mốc 2 triệu. Bình thường thắng những cái show này chẳng bao giờ hy vọng thắng ý. Chứ đừng nói là đạt được đến mốc 2 triệu đến này. I love you. Anh cảm ơn Duy ạ. I love you. Em cảm ơn anh Gà, cảm ơn anh Tô, cảm ơn anh Duy đã thêm vòng 3 cho hai bạn em. Em cảm ơn Duy đã cân nhận được giới cho em. Xin chia sẻ. I love you. Vui không biết nói gì cả. Anh em mở. I love you. Nói I love you. I love you. I love you. Một ca bảy thừa tính vào tiền là I love you. Cái gì mà cái đèn này làm vỡ từ bao lâu rồi? Mọi người ơi, cái đèn của công ty em làm vỡ một cái đèn của công ty từ bao lâu rồi? Bây giờ anh nhìn vào một ca bảy, một ca bảy là hai đứa cộng lại mà làm sao mà để chị lên đèn của mình được một nhỏ? Nhưng mà cái đèn nó không đến một ca bảy cả, đắt quá. I love you. Đừng có cậy, em không biết gì mà bắt nạt em. I love you. Em chúc mừng Duy đã lên VIP 10 nha Duy. Duy ơi, cái áo phông với cái ba lô em nhắc lại một lần nữa là nếu anh không cần em lấy nha. Có công bố top 3 VIP không ạ? Ban giám khảo ơi, có được công bố top 3 VIP được nhận áo phông và ba lô không ạ? Đèn gì anh gửi cho chụp cái? Có lấy chứ. Thế anh lấy ba lô hay lấy áo phông? Cho em một cái ạ. Em sẽ tặng chị cái áo phông nếu mà em có. Nhưng mà ai em có không biết công bố người tặng đã. Em bảo nếu mà em có em sẽ tặng chị để mặc áo đôi với. Ok. mình có. Lấy cả hai á. Ủa anh chỉ được một ghế thôi mà. Thôi em cũng không cần nữa Duy. Trời ơi, cầu mong cho Bé Tuấn hoặc là ATM được vào top 3 đi để em đòi. Chắc anh Gà được top 2 á. Anh Gà được top 2 hả? Anh Gà được top 2 thì áo được của Na rồi. Top 3 VIP sẽ nhờ idol liên hệ. Nhưng mà có công bố tên VIP luôn không ạ? Có được công bố tên VIP không ạ? Tặng idol mỗi người cái nhé. Đỡ phải xin rồi. Bọn em tự mặc áo đôi, bọn em tự mặc áo đôi. Duy thấy khi cho em được tặng áo đôi này, cho nên anh tặng ba lô đi. Duy Gà với ATM hay sao rồi á? Mong là ATM được. Ủa chẳng khờ không được hả? Anh chẳng khờ ăn nhiều mà. Anh chẳng khờ ăn chắc là nhiều hơn anh Thỏ. Ủa anh chẳng khờ mà được cho chị một cái ba lô với. Anh Gà có lấy không anh Gà? Anh Gà nhường em đi. Nhiều mà. Anh Duy không cho rồi nha. Anh Duy không cho em rồi. Em biết mà. Anh có cả trăm cái.
Em mà có hai cái em sẽ cho chị một cái ba lô. Ờ ok. Nó cùng với nhau. Bọn em sẽ mặc áo không và đeo ba lô đồ đôi chụp ảnh. Cảm ơn tất cả mọi người. Em vẫn muốn cảm ơn một lần nữa, cảm ơn Duy và Tuấn và ATN và anh Đức Hòa hay là và một số người nữa. Em xin lỗi vì em không nhớ được rõ tên từng người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ em. Đây là lần đầu tiên em được thắng huy hoàng như thế. Lần đầu tiên trong cuộc đời được hiểu cảm giác cân cả thế giới là thế nào. Với lại em nhắn với team Đà Nẵng là thật ra là cái ảnh mà em bị phạt, em phạt á là em không có cố ý. Tại vì lúc nãy em cũng bảo chị Lan Linh là lần trước em có chụp lại một cái để lần sau tham gia special show em sẽ dùng. Nhưng mà không ngờ là em sẽ tham gia sớm, chứ em không có ý là chơi đểu hay là gì cả. Em chỉ vô tình thôi. Thật ra thì mấy lần cũng có vẽ cá mặt ngu mà. Và đây là cái hình vẽ cá mặt ngu đấy. Cũng em nhớ là có một lần special show thua cũng phải vẽ cá mặt ngu một lần rồi. Chứ em không có cố ý làm gì cả. Và cái chữ ngu ở trên trán là ban giám khảo đã gạch đi ngay từ đầu rồi. Thế thôi. Em chỉ muốn, nếu mà em sai thì em xin lỗi team Đà Nẵng. Thế thôi. Chào vui, bây giờ nói thì vui đi. Em chỉ mong là đây là một cuộc giao lưu vui vẻ đầu xuân năm mới của đội Đà Nội, đội Hà Nội và đội Đà Nẵng, cũng giống như là mọi em sai rồi, anh Thỏ xin lỗi em. Anh Thỏ xin lỗi em đi, anh Thỏ xin lỗi cả em với chị An Linh đi. Cho nên là em không mong là mọi người sẽ giận nhau chỉ vì chuyện này đâu. Cùng là idol mà. Nên là hãy bỏ qua nhá, nếu có điều gì không vui thì cô hãy bỏ qua nhá. Xin lỗi em đi, em sai rồi. Mọi người xin lỗi em đi, mau lên. Anh cáo phải xin lỗi em với chị Lan Linh từ nãy rồi. Anh cáo mắng em với chị Lan Linh hoài luôn. Ở team Hà Nội thì có một bị anh áp là, gọi là anh áp giám sát viên trông coi hai bọn em. Thì hơn một tí là anh ấy mắng cả hai đứa. Mắng cả hai đứa từ nãy giờ toàn ăn cháo chửi nãy giờ. Công nhận ý, bọn em chẳng làm gì cả. Ở đây để em móc phốt. Dù bọn em chẳng làm gì cả nhưng vẫn bị anh giám sát viên mắng. Nhưng mà mắng thật tệ ý. Nếu mà em sai thật thì em sẽ xin lỗi. Nhưng mà em nhớ là cái đấy là có trong hình phạt rồi. Nếu như mà đấy chỉ là hình phạt thôi thì tại sao lại là sai? Gì vậy ba? Chúng mình còn 8 phút nữa chơi gì chứ, em lớn rồi mà. Em sai là em sẽ xin lỗi. Em sai rồi, mọi người xin lỗi em đi. Nhanh lên. Em đang cần lời xin lỗi chân thành nhất từ mọi người. Hát một bài đó. Chị muốn hát bài gì không? Bài hát này là Phạt Na hay là cả hai bọn em cùng hát ạ? Hát giao lưu đi team Hà Nội ơi. Thế á, mọi người muốn nghe bài gì ạ? Ở cây đa quản dốc đi. Chị Lan Linh bảo em hát bài này để chào mừng. Nhưng mà lúc đấy em bảo là bài này em hát quá nhiều trên Spell Show rồi. Thế à? Em không dám hát lại. Thế mỗi đứa hát một câu nhỉ? Okay. Chị hát bài này cũng không hay lắm nhưng mà thôi kệ. Đây, mọi người muốn hát gì em? Lát em tên dung của em sẽ chịu phạt được chưa? Nga hát Linh một khóa thôi, em không biết múa đâu. Không, bài này chị Linh biết mà, chị Linh bảo em hát ạ. Bây giờ em mới... Mà bây giờ em mới đồng ý. Cùng nhau trèo lên khoảng sông, lộc hà lộc không tìm có cây đà. Nghỉ chân đêm đà đêm trầu, gối đầu tay không để nắng sao trời. Nhà ai có con chim khánh, lấy cả lấy cô nàng má đỏ môi hồng chung chim.
bọn em là một đứa giọng nam, một đứa nữ. Một giọng nào mà giống vâng kiểu khó hát chung với nhau ấy. Vừa nãy hai đứa mãi mới chọn được một bài để mà hát chung nhưng mà lại lệch tông giọng nhau ấy, mỗi đứa một tông. Trèo lên quán dâu lâu gà lâu câu tìm câu cây đà, vì chân xem ba miếng trầu vừa đầu tay không để ngó sao trời. Nhà ai có con chim khách lấy cả lạnh tay tìm đến chim kêu rằng a à, có ba cô nàng mà đòi môi hồng chung chim đồng tiền. Thật ra em không cố ý đâu, nhưng mà mọi người thấy nó hơi quá thì em xin lỗi nhá. Còn cái việc mà xin lỗi ai thì cái đấy em phải tự làm đúng không? Thôi em nghĩ là cũng không có gì đâu, mọi người xí xá nhá, xí xá nhá. Bỏ qua, bỏ qua, bỏ qua. Chuyện cũng chẳng có gì mà, chỉ là một cái hình thôi. Thích thì ngày mai em sẽ vẽ cái đấy xong rồi em sẽ đăng em hình lên Facebook. Em chụp ảnh đăng Facebook cho xem. Ừ, ngày mai team Hà Nội sẽ vẽ cái mặt đó, viết hẳn chữ ngu luôn. Xong rồi hai đứa chụp hình đôi xong đăng Facebook, ok không? Nếu mà ngày mai bạn ơi, em hứa sẽ làm điều đấy. Nếu mọi người đồng ý như thế mà bỏ qua thì xí xóa nhá, đập tay cái. Ok, tạm biệt tất cả mọi người. Nhớ đó. Ừ, em nhớ mà. Sao anh đồng ý. Ok ok, tí bọn em vẽ luôn cũng được ý. Ừ, tí bọn em vẽ luôn. Tí bọn em vẽ luôn xong bọn em chụp ảnh ghép hai đứa lại với nhau. Ok. Thôi thôi, về nhà tự vẽ đi em. Chỉ có mày đi ăn. Vẽ cái mặt đó đi ăn đi. Ai là em vẽ? Đừng bùng kèo như cạo đầu á. Không, em không bùng kèo. Vẽ chữ vỡ đè lên trán, đồ điên, đồ điên, đồ điên. Không, bọn em hứa.
tí sẽ vẽ và đăng lên Facebook. Ngứa. Thay chữ ngu bằng chữ linh được không? Hoặc thay chữ ngu bằng chữ xinh. Nếu mà ok thì về em sẽ vẽ nha. Ok, bye bye. Ok, có chơi đồ lên chị. Lan Linh hấp, Lan Linh quá là xinh luôn ý, chả hiểu sao lại hấp được cơ. Tạm biệt mọi người nhá, hẹn gặp lại mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ bọn em sẽ về vẽ cá mập ngu, yên tâm. Hẹn 2 giờ ngày mai lúc 8:08 nhá. Ai cho thông báo sâu kế. Lúc 8:08 69 gì đấy nhá, 2 giờ chiều mai.